Dậu. Anh Thế, sao hôm nay anh lại đến đây nữa? Hôm qua anh vừa mới tới thăm em rồi mà. Rồi sao hôm nay lại tới nữa? Rồi con mình đâu? Em xem ai tới thăm em nè. Bà ba, bà tỉnh lại rồi hả? Trời Phật ơi, mừng quá. Bà ba ở lại đây nói chuyện với dậu nha. Tôi ra ngoài trước. Anh ra ngoài nha. Bà ba ơi, bà khỏe chưa? Đừng có gọi tôi là bà ba nữa. Tôi không còn là bà ba nữa đâu. Chúng ta cứ gọi nhau là chị em cũng được. Dạ, chị ba. Chị tỉnh khi nào vậy? À, chắc là tấm chân tình của ông ba đã thấu đất trời nên cho chị tỉnh lại đó. Chị mới tỉnh lại hôm qua. Dậu à, chị đến đây thăm em là muốn nói lời tạ lỗi cùng em. Chị cảm thấy hổ thẹn vì đã gây ra cho em nhiều điều không phải. Dậu, em có thể rộng lòng tha thứ cho chị được không dậu? Chị, sao chị lại nói vậy? Em cũng vì tham vọng mà làm những chuyện trái với đạo lý nên mới phải lãnh sự trừng phạt của luật pháp. Em cũng có gì tốt đẹp hơn chị đâu. Sau khi trải qua nhiều biến cố, em mới nhận ra được danh vọng hay tiền bạc chỉ làm cho con người ta càng vô tâm, tàn nhẫn với nhau thôi. Đó là cái cớ để sát hại lẫn nhau. Phải chi em nhận ra điều này sớm hơn thì đã không bao giờ tranh chấp hơn thua. Nhưng mà trẻ còn hơn đúng không chị? Hiện thời tuy phải chịu phạt tù như vậy nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có người đang chờ em ở bên ngoài. Bây giờ em chín chắn hơn nhiều. Chị thấy mừng cho em lắm dậu. Em cũng mong chị đừng nặng lòng với quá khứ nữa. Chị hãy nghĩ tới hiện tại và tương lai. Ngoài kia cũng có một người đàn ông đang đợi chị lâu lắm rồi đó. Lúc chị đang hôn mê, ông ba đã chạy đôn chạy đáo tìm thầy chữa trị cho chị. Ở đâu nghe nói có thầy thuốc giỏi là ông cũng đi tìm cho bằng được. Những phút rảnh rỗi, ông đều ngồi bên cạnh chị để tâm sự và tìm cách khơi gợi lại trí nhớ những kỷ niệm vui của ngày xưa, để cho chị mau tỉnh lại. Chị à, kỳ này đừng để dục mất hạnh phúc của mình nữa nghe chị. Chị đừng có phụ lòng của ông ba nữa nghe. Chị biết rồi. Chị biết là chị nợ trọng sinh nhiều lắm. Đời này kiếp này chắc là chị cũng không trả hết nợ của trọng sinh. Chị à, ông ba không cần chị làm gì cho ông đâu. Chỉ cần chị tỉnh lại là ông vui lắm rồi. Bây giờ không chỉ có em mà cả nhà mình, ai ai cũng mong hai người sống hạnh phúc với nhau trọn đời, trọn kiếp. Cô Xuyến, tôi đến thắp nhang cho cô. Sau khi vừa đến thăm mộ của Hồng Liên, hai người đã vì tôi mà xa vào con đường hận thù, đến nỗi phải thiệt mạng. Dù ít hay nhiều thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai người. Cô có sống khôn tác thiên,
thì hãy tha lỗi cho tôi. Vì tôi đã gây ra cho cô quá nhiều đau khổ và dẫn đến thiệt mạng. Cầu cho linh hồn của cô được siêu thoát và giảng sanh miền Cực Lạc. Bộ phim truyện Việt Nam Nguyệt Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.